5% mình làm. Thì đi mình làm. Thì quá trình phim sản này càng nhiều thì là cơ hội cho các cá nhân sinh ông không phô ra tấm lòng lên. Ở đây cụ thể là hạt cái bên về tấm lòng lên cái đầu đỏ di truyền cái kỹ gì di truyền hay không di truyền biểu diễn sinh ông là biểu diễn di truyền hay biểu diễn không di truyền. Còn đi học thì hai là ta bôi đầu nào biểu diễn hai loại biểu diễn di truyền và biểu diễn không di truyền của bao thì biểu diễn sinh ông là di truyền không biểu diễn sinh ông là biểu diễn di truyền nhưng mà di truyền là như thế nào là nó xảy ra đây tế bào thôi các bạn di truyền từ đời này sang đời khác có một số ung thư có thể là chất gia đình có ung thư có tụt lanh nhưng mà rất hiếm thì cái mình hiểu cái đơn vị tế bào một biến gì bình thường để sao cái của mình là tế bào biến gì xong nó chết thì nó không truyền ra nhưng mà tổn thương gen đang tiếp tục nó phát sinh càng ngày càng ngày qua nhiều đời tế bào không nó thêm là vì sao mà ở một bộ công thì là mình nghiên cứu của mình đổ biển là vì đây là đất của cái biển sinh tồn ở đây là niêm mạc quang đạo nha nên niêm mạc quang đạo r tất nhiên một r có thể thế mà nha nhưng mà sự ra còn niêm mạc r đồ lọt đang phải cái gai nha giam đạo có phải như là con biển nha thì cái quá trình phong hầu quá trình đồ đến bệnh viện giả và đang lớp bị mô gai thì nó đi vào để tạo thành nên là hình thành giá cây đổ mới thì cái vùng này gọi là vùng đỏ từ cái đường này sát xưa từ nguyên thủy ra và trong cái vùng nguyên thủy cái vùng này là vùng đi đỏ cái vùng này là vùng sinh tồn ở đây phải là đây là tổ công ở đây là tổ công đã có tình trạng là lộ biển và đây là một kiểm soát đây là đường tim mạch gai đổ đây là tế bào gai và đây là tế bào đổ năm giờ là đường tim mạch gai đổ và đây là hai tầng đường vùng kiểm giả từ tế bào tuyến một kiểm soát là tế bào gai cả qua mày vùng cái chỗ ngồi đây hình ảnh là đây là hình ảnh của cái đường kiểm soát gai này đi trả một phòng và tên lớp quy mô tuyến thì bình thường những tế bào bao nhiêu từ có khi còn lại đáp quan sát hay lại đáp tên quy mô được rồi nhưng mà khi còn hình thành được sản ra thì là các tế bào từ từ sẽ tách sinh mạng tạo một hàng dài nhiều miễn dịch là đặc hiệu thì các tế bào tuyến bình thường thì không có màu lông tay phải có màu lông để toàn bộ phạm nhiễm này nó cơ thể là dấu ấn miễn dịch này hiện hiện trên các tế bào thì được thay từ tăng sinh và tế bào này tăng sinh càng ngày nó nhân công thì nó đạt rất là nhiều đây đây là nó tăng sinh càng ngày một đạt trên một nhiều cây và khi mà tạo nó tăng sinh tế bào từ các tế bào nhiệt đới thì nó biến thành tế bào gai nó biến giả nó làm thành tế bào gai trưởng thành thì quá trình đó là phần kiểm soát gan và đây hình ảnh đây là kiểm soát gan chưa trưởng thành còn đây là kiểm soát gan trưởng thành hoàn toàn là phần của bộ gan là và đây mình thấy là hình ảnh khác nhau mà cái này là kiểu bộ gan bình thường nguyên khối đây bộ gan kiểm soát gan trong nhiều trường hợp là cái vùng kiểm soát gan hoàn toàn là phục hồi tốt khi mà tên vi thể không phát huy được lúc đó ta nhờ ta sẽ quan sát được nhờ những ống kính bên dưới ha ống kính bên dưới có biết một cái tên của một sinh ra ví dụ như đây ha nếu một kiểm soát hoàn toàn lần đầu nên bên dưới còn để biết cái vùng này là một kiểm soát một sinh ra những dấu tính giám đấy ha thì đó là biến của cái tung thì bây giờ còn biến cấp ở bên ngoài hiện tại giờ đây là một cái biến mà xuống hướng đỏ. Mình nhìn đây là ca này của trường hợp mà nhân tiện ra một lý do khác của bệnh tổn thương ở thân người cung. Thì ở đây ca không bao giờ là vì mà viêm
và một cách các tôn giả của tôn chúng ta không nên gây cho một cái đấy các tôn giả nhân cơ hội đó các ta xem là một cái tinh hoạt đó. Và những ông view lâu này thì tạo thành một năng lực thôi năng lực thôi cung cấp lại những tiền đồ đó cung cấp cho xem một viên đơn nhân ra không bỏ thêm vào đáp ứng và cho một cái viên tức mà thực tế là cho một quả là viên còn cũng giảm năng lực thôi. Ở đây mình đưa ra bài nào nhưng có khi đưa ra cái gì các lời giả thầy chúng đó có lúc thì đưa ra không có trong bài sẽ có trong bài thêm đáp này sẽ đặt gì đối với ông của tôi thì là ông là tôi đấy cái tổn thương mặt hòi ra gọi là polyp, á, có bốn, polyp một, polyp bốn một, các polyp trong đường tiêu hóa, đại tràng, á, trực tràng, tổn thương có bốn, được mặt hòi gọi là bị mất đổ, nếu bị mất gan thì gọi là polyp mổ gan, nhưng mà tổ ở đây thì có cao thì là bị mất đổ cao thế này. Bên trong cô đèn đưa và đi cháu quyền tắt đặt qua là cắt ngang hả xem như là một cái mít một cắt ngang hả cắt ngang một cái mít hỏi trong đây cô đèn đưa nóng người thì một cái thứ hai là cô đi lông sồi cái này thấy là cô đi lông sồi trong hồ trong đảo một cái sân gần đấy thì do đi cái này còn nguy cơ phát sinh ra trong tiết 6 thì mình ngọt và gây ra tình trạng thế này và bệnh vật lý này những tổn thương này thường tự có thể sau thời gian có thể nhưng không nghĩa là có hết đó và những virus tiềm tàng cũng được có khi là một cái âm hộ âm đạo một chút bình thường nhưng vô bình thường nhưng mà họ lây đi được đó ngay trên họ cũng gọi là dùng vừa loại ha trên họ cô giải là gặp cái nghề tân dụng thì là mình sạch sẽ nhưng mà có thể bị lây nhiễm vì những virus có thể là tiềm ẩn tiềm ẩn được như thế này là đây là phổi rất dị dị dò nhau và nó cắt ra khi là có thể cắt dọc cũng như cái bàn tay cũng có thể cắt ra thì thầy cũng quan là mình con gai thì nó cũng liên kết với đó đó một cái tay được lót rồi cũng quan được một quả một bộ màu chúng ta có đây đây thầy thầy được sợ không đây một cho một quả khác đi nhân người bị cắt cắt nó còn cũng cắt luôn và đây là một con lươn phản ngoài sồi con lươn phản và trong cái con lươn phản này thường gặp là nhiệt độ ban đầu hay là tiếp tục phát không thì mình thấy là không có sồi ra thì khi sinh tế mình thấy là mắc là đặc trưng của tế bào và tên tế bào là hạt tế bào cái nhân này được treo lên một tơ và co cấu lại tập trung ra ngoài tạo một cái miếng tế bào tổng ha sầm màu cho mình nhân treo lên một tơ xương lực thì con lông sồi của tôi thì là có thể là thường tuy nhiên là những cái trường hợp những bệnh nhân mà có mang thai đó, mang thai thì mặc cái lông sồi rất là dữ dội nhưng nhìn cô là ở âm hộ là mọc trang đầy ha một mọc trang đầy không thể nào là tốt thì là sinh thiết mọc được nhưng mà cũng không dám dùng hóa chất không dám tiền liệu virus thì sao? Vì ảnh hưởng con thì những giải pháp này thường là
và các khán giả sắp qua những bộ đẹp nhé. Những đứa trẻ mà mẹ mà có tổn thương HPV thì khi sinh ra một bệnh đạo và không có nhiều tạo ra một ung thư thâm quầng rồi bị đi đồng hết cả chạy hết cả và những trường hợp mà có mà tổn thương mà không nên lo là ủng hộ thì là thường cả nhà cũng sắp qua hết chọn giải pháp một cái chuyện đó ở đây có điều tốt mà thường sau khi mà sinh đầu bộ lấy con mà hai con còn cho nó biến mất sạch chân không còn tổn thương. Đối với tổn thương thì không có một con thì là tổn thương nó bị con gai thì có bảo hiểm không có loại tổn thương hoàn từ trước đây là được sạc cho những cái thế giới và không như là tổn nhỏ mà nhẹ vừa nặng vẫn có thể chọn thì được sạc này thì là được dùng từ năm 2002 cho đến năm 1974 thì tổ chức y tế thế giới đã đưa xuất phẩm từ đến năm 1973 thì mình đang đưa ra một cái tác sinh trong người con thì tôi nhớ này có một cái hay là xem như tế bào tâm sinh tế bào u mà ha khác là lịch sạc hay hoặc chưa cho là u đây thì cái quan điểm như thế nào thì là chưa là u nhưng mà khi dùng thì tâm sinh này đã xem như là u thế đó là gì tâm sạc rồi thì chia làm ba nhỏ vì sao không chia bốn nhóm này vì xem ba này xem một tương nhẹ tức là lịch sạc nhẹ xem ba tương vừa xem ba tương nhím tức là nó sẽ mạnh hơn thời điểm bởi vì sao? Vì ta quan sát là lên bộ tung có thể sinh tiết đến 1 giờ là nó sẽ mạnh có 3 giờ thì ông thương lại bỏ thế ông thương lại bỏ chính vì vậy khi soi của ông thương sẽ lấy cái nào nặng nhất có sinh tiết thì lấy cái bộ tung nhưng có thể bị soi không thường mặc dù cái dạng của đến hai cái bộ tung này có thể phân biệt rõ ràng gặp rồi nhưng mà đây sinh tiết kinh ngọc nhiên không tổn thương nào nhất. Cái thứ hai nữa quan trọng nhất là cái thứ hai nữa là diễn biến thời gian từ lịch sạc nặng hay ung thư tại chỗ để thành ung thư thời gian gần như nhau gắn giới không có bất hại các nghiên cứu từ mình ha đó các nghiên cứu là bao lâu thường trong vòng 5 năm từ lịch sạc nhẹ chuyển qua lịch sạc vừa qua ung thư tại chỗ lịch sạc nặng tại chỗ khoảng cách từ trung bình 5 năm thì dựa trên và mình sẵn sàng cái lời dọ thì răng giờ không rõ ràng và cái cuối cùng nữa là cho dù công việc là mình sẵn sàng hết tôi lại chọn đều điều trị như nhau mình ghép chó để có thể ra đây và ta tự bệnh và đưa lại ba nhỏ đơn giản như nhà nhưng đối với hệ thống beta đa của mình cũng đang là những năm tại chia làm hai loại lót xin và hai xin bắt đầu là đi phân định trên tế bào thì sau này phát triển với cả mô hoặc trên tế bào thấy là ở bộ trung đã tổn thương tiền bóng mỡ ung thư thì vai trò tế bào học quan trọng tầm quan trọng hơn đặc biệt là hệ thống phân loại tế bào của qua ba mươi câu đó là tám bốn tám đã tham gia là thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ bảy, thứ năm, thứ năm tổ, thứ năm tổ thôi. Thứ một, một cách như là không có tế bào bóc thừa. Thứ hai, có viêm nhiễm. Thứ ba là có tế bào bóc thừa nhưng mà không rõ. Bốn là có tế bào bóc thừa rõ ràng. Ba là cách chẳng là không như nào. Cái hệ thống này chỉ cách tương đối không có sát thì tổ chức y tế thế giới có từng nghiên cứu của nhà khoa học đó đưa ra đến năm 2003 thì không đổ vòng ra các nhẹ vừa nặng có cơ thể có tương ứng của hình thái của bà tương ứng hoa nhưng hệ thống này quá khó bởi vì sao là hệ thống tổng số ung thư mình dựa trên cơ sở là các kỹ thuật viên tổng số ung thư đấu họ quá khó thêm ra nó sẽ không chuyên về phổ khoa thì sự phân biệt này khó khăn thành ra là bệnh đưa ra hai nhóm thôi, lâu xin và hai xin. Tổn thương trong cái khô gai, tổn thất,
tổn thương trong đường dây của sao hai chân anh lâu hơn và hai tập là lâu xuyên và hai đây là tập nước lõi cho thấy đó các hệ thống phong lõi thì đây là lớp dưới lớp cái đáy bên dưới là lớp mặt đáy đó thì bình thường lớp tế bào đây tế bào cảm đáy lớp đây tế bào cốt kia hoặc đây tế bào bề mặt thì quá trình này là quá trình là liên tục giống như là đứa trẻ con mà đẻ ra để tăng lên ranh giới giữa thiếu niên 15 và 17 ha hay là 18 và thanh niên rồi ranh giới đó để đem ra rạch rồi thì là khó ha nhưng mà mình nhìn ra mình biết là cái ông sinh viên này là trên 20 rồi mặt mày già là một đứa 15 tuổi một khác ha thì quá trình nó cũng liên tục thì tổn thương trong việc môi gai rất thấp thì ngày trước đây gọi là xem một cái hình sắc nhẹ trên bao nhiêu một bao nhiêu các tế bào này tế bào tâm sản trên này nó có thể phóng bờ nó sẽ sinh sản nó đổ lỏng di truyền đổ lỏng sự sự thể tâm sản và trên này nó đã là tấn công một kiểu là tấn là liên kết của mình đó thực ra là ví dụ như là những bà tổn thương trong việc mua gai độ thấp nam thì trẻ tổn cũng một tình yêu bình thường đó ba giảm tiếp xúc không có ra ra trẻ nó đi sang bây giờ sự liên kết hiểu không liên kết vững chắc này thành ra là ví dụ có sinh hoạt sinh dục thì bạn bình thường là sự liên kết đây và khi mà nó chiếm tới một phần ba giường thì mình sẽ vừa tức là sinh thai và chỉ một phần ba tên thì được sẵn sàng và ông tôi tại chỗ thì là các tế bào đấy ông tôi họ còn tên rồi nào tên đây và được sẵn sàng này tế bào đấy họ còn thực tình còn sự liên kết thành thử đối với cái ung thư của ung thư thì một cái dấu chỉ một quan trọng để mà lên lâm sàng người ta nhận ra là một ngày nào đó đẹp trời một cái cô 40 tuổi à, sau khi vô tập ra phòng thì tôi đã gặp một trường hợp như vậy rồi à, đi khám do vật ra phòng đi khám thấy tế bào tôi nói rằng đây là sự việc là làm sao mình sẽ làm tiếp thì là sau khi sinh hoạt phòng dục hôm sau tế bào trường hợp rất là thương đi khám tới bác sĩ gia đình bác sĩ không mặt không thế tế bào đứa của con thành là ung thư tại chỗ và đặc biệt cô này là chỉ có ung thư tại chỗ mà thôi thì bệnh nhân sau đó được đưa vào bệnh viện soi sinh thiết phải vẫn là ung thư tại chỗ và chỉ định vì bệnh nhân 40 tuổi giống đúng sắc mặt cột phép nhỏ và trên phép nhỏ khi mà cắt kiểm tra trục lập ung thư tại chỗ rất là may mắn cho con này thì đó là một trường hợp mà thấy là vừa giải thích là vì sao là do mà nó mở mất sự liên kết thế này mà khi tra đây thì bỏ đi lỏng lẻo bỏ ung thư lỏng sự liên kết lỏng lẻo nó không còn giữ được đặc tính nguyên hay nó thậm chí rất là khi do mà qua trào tiếp xúc đó lúc này thì bỏ ra còn bên này những người nhận sạc nhẹ nha vừa có đi dài 50 năm có mình không có nhận ra được tiền vàng cái này qua hôm sau thì mình sẽ học hay là một khóa tiếp đó. Bây giờ ai cũng qua hôm sau sẽ học chơi đây coi hôm sau sẽ học đó, hôm sau học tập trung nghe tại vì câu hỏi như thế này có nhiều nhưng mà đó là cái tập sách trước đó cũng buồn tại vì thắc mắc hỏi và về những trường hợp mình khó lắm xa nó có cao sẽ học sẽ nhiều nhưng mà không hỏi để cho mình làm số một vài và bây giờ ai cũng